lạy Chúa nhân lành, người thương liên kết tình nghĩa vợ chồng, người ban ơn thánh sẽ kết chuyện trăm năm. Nay cháu con đồng cất lời cùng chúc ngợi khen. Đang vui trong đời ai sâu kín bao dung, trong nhớ liền không chớ nhớ liền không đừng đau vun đắp cho hạnh phúc, nuôi đàn con lớn trời mới. Trăm năm sau sông cạn đá mòn, lời thề năm xưa ghi khắc trong lòng, hợp nhau đây chúc mừng cho chúng con sống đời theo phúc âm. Chúa cùng anh chị em. Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana, miền đất Galilee. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chung đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chung chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chung đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc đến thử, nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra. Còn gia nhân đã uống nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: ai ai cũng biết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà thì mới đãi rượu soàn hơn. Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana.
Lát nữa có thể anh em đi nhìn thấy những cái bình rượu họ đào xới được còn giữ lại ở đây. Họ có bao nhiêu những bình rượu, nhưng mà anh chị em, họ đựng nước để mà rửa chân tay theo thói tục của người đời. Chúng ta có nhiều bình nước, bình công ăn việc làm, bình sắc đẹp, bình danh vọng, chúng ta chưa đủ mọi thứ bình. Những cái bình tình thương trong đời sống vợ chồng có khi ta hết rồi. Vì anh em chúng ta đến đây hôm nay là để xin Chúa chúc lành những đời sống của chúng ta, để anh chị em cầu nguyện cho con cái của mình. Bây giờ đây anh chị em nào đã sẵn thì tôi xin mời từng cặp một chúng ta bắt đầu bước ra và đứng xếp hàng dọc ở đây. Lạy mẹ Maria, mẹ đã đến trong tiệc cưới của Cana. Hôm nay chị em chúng con cũng đến đây. Xin mẹ dẫn chúng con đến với Chúa để Chúa chúc lành cho cuộc sống hôn nhân của gia đình chúng con. Lạy Chúa, giờ đây chúng con sắp sửa bước lên bàn thờ để khiêm tốn xin Chúa chúc lành cho cuộc sống của gia đình chúng con. Tôi xin mời cặp thứ nhất. Lạy Chúa, cũng nơi đây Chúa đã đến để chia sẻ niềm vui, chúc phúc và giữ niềm vui cho đôi tân hôn được trọn vẹn qua việc biến nước thành rượu trong lúc họ gặp khó khăn. Đây là dịp kỷ niệm 25 năm thành hôn của chúng con. Nhưng những ngày tháng đó chỉ là những nước mắt, đau khổ, buồn phiền và có đôi lúc hầu như tuyệt vọng. Mặc dù còn bên nhau, nhưng chỉ là những chén nước tẻ nhạt. Hôm nay Chúa đã dẫn chúng con tới nơi đây, nơi thánh thiêng này. Xin Ngài hãy biến những chén nước đắng cay này thành chén rượu tình yêu, để chúng con biết yêu thương nhau, trọng kính nhau, nâng đỡ nhau trong mọi tình huống của cuộc đời. Xin cho chúng con biết dùng lời Chúa để giải quyết những khó khăn, chướng ngại trong đời sống hôn nhân, thay vì những lý lẽ của loài người, để chúng con mang lại cho nhau niềm hạnh phúc, an bình và thánh thiện trong gia đình nhỏ bé của chúng con. Lạy mẹ Maria, xưa mẹ đã dặn các quản gia, Ngài nói sao, hãy làm như vậy. Vì yêu thương, mẹ đã xin con mẹ giúp đỡ đôi tân hôn trong tình huống khó khăn. Vậy xin mẹ, hãy đến làm chủ gia đình chúng con, dẫn dắt và giúp chúng con biết lắng nghe lời Ngài. Xin mẹ hãy nắm giữ đôi tay của chúng con và cùng đồng hành với chúng con, để chúng con sống trọn vẹn ý nghĩa cuộc đời sống hôn nhân mà Thiên Chúa đã mời gọi chúng con, là biết hy sinh, sống cho nhau và chấp nhận nhau tới hơi thở cuối cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn đến trước mặt Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con gìn Chúa đã gìn giữ gia đình chúng con đến ngày hôm nay. Lạy Chúa, con nguyện xin Chúa tiếp tục hiệp nhất gia đình chúng con trong tình yêu Chúa. Con nguyện xin Chúa gìn giữ con cái chúng con, hướng dẫn con cái chúng con đi trong ánh sáng của Chúa. Che chở con cái chúng con khỏi mọi sự dữ, mọi gian truân, như Chúa đã ban cho chúng con những tháng năm qua. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời anh chị em kế tiếp.
Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn đến trước mặt Chúa, xin Chúa chúc lành cho gia đình chúng con. Lạy Chúa, ngày hôm nay kỷ niệm 36 năm hôn phối, chúng con xin lặp lại lời tuyên hứa anh Giuse Nguyễn Xuân Hùng. Xin cảm ơn em đã sinh cho chúng ta hai trong ba người con đã dâng mình cho Chúa. Anh cũng xin lỗi em đã làm em buồn phiền trong cuộc sống. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi trợ giúp gia đình ta luôn sống trong tình yêu Chúa. Xin Thánh Gia Thất đồng hành với gia đình con. Amen. Em Teresa Nguyễn Hoàng Bích xin phó thác cậy trông vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cho tình yêu vợ chồng chúng ta hết trọn cuộc đời còn lại của em. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn đến trước mặt Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con kết hôn và chung sống với nhau đã được 41 năm. Hôm nay chúng con tới trước bàn thờ tại Cana, nơi mà cách đây chừng 2.000 năm, Chúa đã tham dự đám cưới của một cặp vợ chồng và Chúa đã chúc lành cho họ cũng như làm phép lạ biến nước thành rượu ngon để tiệc cưới hết rượu được tiếp tục và kết thúc tốt đẹp. Trước bàn thờ Thiên Chúa, chúng con xin cam kết chung sống với nhau vui vẻ hạnh phúc cho tới hơi thở cuối cùng. Chúng con sẽ chăm sóc cho nhau khi mạnh khỏe cũng như khi đau yếu, khi dư giả cũng như khi túng thiếu. Lạy Chúa, chúng con biết rằng mỗi người chúng con vẫn còn những khuyết điểm, tuy nhiên chúng con sẽ cố gắng sửa đổi để trong yêu thương và tha thứ. Chúng con sẽ cùng nhau chăm sóc, dạy dỗ con cháu để chúng trở nên những người tốt lành và đạo đức. Xin Chúa giúp sức và thánh hóa gia đình chúng con. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn đến trước mặt Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Lạy Chúa, cách đây hơn 26 năm, chúng con đã tuyên hứa yêu thương nhau trong suốt đời của chúng con. Trong cuộc sống hôn nhân, có lúc chúng con đã thiếu rượu. Xin Chúa chúc lành cho chúng con hóa nước thành rượu. Trong hơn 26 năm qua, chúng con đã không biết trao cho nhau rượu nồng ấm mà Chúa đã ban sẵn. Nhưng vì mù lòa, câm điếc, phung phí hết rượu Chúa đã trao cho chúng con. Hôm nay, tại Cana, chúng con muốn tuyên hứa lại với nhau. Anh xin hứa cố gắng khiêm nhường, nhận nài hơn, bớt dùng đầu óc sự sự với nhau. Em xin hứa cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ, gắng kiên dự, kiên nhẫn và hiền hòa với anh. Nhận biết mình yếu đuối, chúng con xin Chúa nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria chỉ dẫn cho chúng con biết dùng rượu nồng, biết xin Chúa biến nước lạ của chúng con thành rượu nồng để gia đình chúng con được đầm ấm. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn đến trước mặt Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu kính mến, trong những năm tháng của cuộc sống hôn nhân của hai con thì nói những lời tốt đẹp cho nhau là điều con ước muốn
nhưng con không làm. Làm những việc vui lòng cho nhau, con mong muốn, nhưng con làm nghịch lại để buồn phiền giận ghét cho nhau. Hôm nay, lạy Chúa Ba Ngôi, hai con đang đứng trước vùng đất thiêng liêng này. Hai con khẩn mời Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh tông đồ cùng đến tham dự với hai con trong ngày đáng ghi nhớ này. Lạy Mẹ, hai con đang thiếu rượu khôn ngoan trong lời nói, trong việc làm. Hai con nguyện xin Mẹ cầu bầu với Chúa ban cho con rượu quý hiếm này. Hai con tin chắc rằng với lời cầu bầu của Mẹ và với lòng từ ái vô biên, chắc chắn Chúa ban rượu quý ấy cho hai con. Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình của hai con. Hai con nguyện xin và cảm tạ Chúa và Mẹ. Lạy Mẹ Maria, hôm nay thật là ngày Chúa Ba Ngôi thật là tuyệt vời, rất đẹp cho chúng con để làm mới lại cuộc hôn nhân của chúng con. Chúng con xin Mẹ cho chúng con ý thức được lời nói chân thật, cùng sống cùng và ở cùng. Chúng con cảm tạ ơn Mẹ cho chúng con đã cuộc sống vật chất êm đềm và các con của con rất đẹp. Chúng con xin Mẹ cho đời sống thiêng liêng của chúng con sau này như thế nào, chỉ bảo cho chúng con phải làm gì. Xin Mẹ cầu bào cùng Đức Chúa Giêsu cho chúng con, để chúng con có một con đường đi, một con đường đi về nhà Cha một cách không khó khăn. Con cảm tạ ơn Mẹ. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn đến trước mặt Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, do lòng thương xót. Hai con đây là Maria Trương Thị Tảo và Gioan Bao Tisita Phan Ngọc Hưởng. Nay chúng con kỷ niệm 34 năm thành hôn. Hai con tạ ơn Chúa đã cho chúng con có dịp hiện diện tại nơi thánh này, nhà tiệc cưới Cana của 2000 năm trước. Giờ đây, hai con cũng biết rằng Chúa và Đức Mẹ cũng đang có mặt tại nơi đây. Xin Chúa và Đức Mẹ nhậm lời chúng con dâng lên Chúa đây. Nhân dịp kỷ niệm 34 năm thành hôn, hai con muốn dâng lên Chúa lời tạ ơn và tạ tội. Tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu là hồng ân Chúa ban cho gia đình chúng con, giữ gìn chúng con. Tạ tội vì biết bao điều cả hai con làm đau lòng Chúa. Và giờ đây, trong tiệc cưới Cana này, chúng con xin hứa với Chúa rằng cả cuộc đời còn lại của chúng con sẽ làm cho Chúa vui. Chúng con hứa sẽ là người con ngoan, yêu mến nhau trong Chúa, trung thành với nhau và phụng sự Chúa trong tha nhân. Xin cho bầu rượu mới mà Chúa đã tặng ban sẽ không bao giờ vơi. Và xin cho hai trái tim chúng con luôn có Chúa buông đời. Amen. Hai con tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn Thánh cả Giuse và các thiên thần bản mệnh. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn đến trước mặt Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, Đức Mẹ đã nói thần trí tôi hớn hở vui mừng. Con cũng xin mượn lời Đức Mẹ hớn hở vui mừng được đứng trước tôn nhan Chúa đây, nơi mà Chúa đã từng đến để chúc phúc cho cặp hôn nhân trong tiệc cưới Cana. Hơn 37 năm trước, Chúa đã kết hợp chúng con trong tình yêu của Chúa. Biết bao nhiêu gian nan khổ cực, biết bao nhiêu thiếu thốn, biết bao nhiêu giận hờn, nhưng Chúa đã giúp chúng con vượt qua.
Hôm nay đây, xin Chúa tiếp tục giúp đỡ chúng con, nhất là nâng đỡ chúng con trong đường phục vụ của Chúa. Lạy Chúa, xin cho con được nhìn biết người bạn đời mà Chúa đã trao cho con như một viên ngọc quý, người đã từng giúp chúng con, và nhất là riêng con, sống một cuộc đời khác với cuộc đời trước hôn nhân. Con xin tạ ơn Chúa. Lạy Đức Mẹ Maria, xin Đức Mẹ luôn an ủi, chở che chúng con, để chúng con được làm tròn bổn phận của một người vợ, một người mẹ. Lạy Chúa Giêsu, xin hướng dẫn từng bước của con đi, để những lời con nói, những sự việc con làm, những tất cả những hành động của con đều được noi theo gương của Chúa và để làm Chúa vui lòng. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Thánh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn đến trước mặt Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Lạy Chúa và Mẹ Maria, chúng con xin cám tạ Chúa đã ban cho chúng con một người vợ biết đảm đang, biết dạy bảo con cái ngoài đời và sự sống đạo. Chúng con đã chung sống với nhau suốt 43 năm, chưa có điều gì làm buồn lòng nhau. Và cha mẹ anh em chúng con cũng xin cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con được những đứa con hiếu hạnh và những đứa cháu biết nghe lời ông bà và cha mẹ. Trước mặt Thiên Chúa và Cha Linh Hướng cùng toàn thể quý vị, xin cảm ơn anh chị em, và chúng con sẽ đi với nhau hết mãi mãi cuộc đời còn lại. Chúng con xin kính chúc cha và quý vị được một hồng ân Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Con xin Chúa, xin Đức Mẹ hãy gìn giữ gia đình con và tất cả con dâu, con rể, con trai, con gái, cháu nội của chúng con. Xin Chúa, xin Đức Mẹ, xin Thánh cả Giuse ban cho gia đình con một đức tin, đức cậy, đức mến suốt trong cuộc đời. Tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Thánh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Và xin
bên cháu con. Tôi là Ninh Thế Cẩm thuộc Cộng đoàn Thánh Linh. Tôi thành thật cảm ơn cha Linh Hướng đã hướng dẫn tôi, không phải bây giờ mà đã từ lâu rồi, nhờ cha mà tôi có ngày hôm nay. Và tôi có cảm tưởng là cái cuộc hành hương này rất giúp ích cho tôi. Tuy rằng nó là cuộc hành hương thứ hai, nhưng mà tôi nhận thấy là Chúa đã ở trong tôi. Amen.
khi gần về tới Jerusalem, nghĩa là những ngày thương khó sắp sửa xảy ra, thì các môn đệ bắt đầu sợ. Vì thế mà Chúa biến hình. Cho nên Chúa biến hình ở đây là Chúa biến hình trước khi Chúa chết, chứ không phải Chúa chết rồi Chúa biến hình. Chúa thấy các môn đệ bắt đầu lo lắng, bắt đầu hoang mang, cũng như bài hát anh chị em vừa mới dẫn vào thánh lễ. Thì Chúa đem các môn đệ lên đây và Chúa biến hình. Chúa muốn cho các môn đệ cảm nghiệm được một chút cái chiến thắng, sự phục sinh, để cho các môn đệ đỡ run sợ mà tiếp tục về Jerusalem. Và biến cố biến hình đó xảy ra nơi anh chị em đang đứng bây giờ. Sau khi biến hình xong, các môn đệ với Chúa mới về Jerusalem để chuẩn bị cho cái chết. Vì thế cuộc hành trình của anh chị em, may mắn là anh chị em đi đúng tất cả những lộ trình đó. Chiều nay chúng ta sẽ có mặt ở Jerusalem. Vì thế trong thánh lễ này, anh chị em xin cho mình được biến hình. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới đây cho người thiện tâm. Chúng con ra mời Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, 2000 năm trước Chúa đã biến hình ở nơi đây. Chúng con hôm nay có mặt ở đây. Chúng con muốn nói với Chúa là về cuộc biến hình của chúng con. Nhiều khi chúng con biến hình rất là khéo để cho người khác không nhận thấy con người thật của mình. Chúng con cũng biến hình. Biến hình theo lối của ma quỷ, để lừa dối lẫn nhau. Chúng con cầu xin vì danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách đệ nhị luật. Ông Môi-se nói cùng dân chúng rằng: các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa tác thần con người trên mặt đất, từ chân trời này đến chân trời nọ, có bao giờ xảy ra một việc vĩ đại như thế này chăng? Có bao giờ người ta đã nghe thấy những việc lạ lùng như vậy chăng? Có bao giờ một dân tộc đã nghe lời Thiên Chúa từ trong lửa phán ra như các ngươi đã nghe mà còn sống chăng? Vậy hôm nay các ngươi hãy nhận biết và suy niệm trong lòng rằng trên trời dưới đất chính Chúa là Thiên Chúa, chứ không có Chúa nào khác. Hãy tuân giữ các lệ luật và giới răn mà hôm nay chính ta truyền dạy cho các ngươi. Hãy cho các ngươi và con cháu mai sau được hạnh phúc và tồn tại trên phần đất mà Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Vinh danh Thiên Chúa
trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con đã lời Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài công bố tin mừng theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở thế gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa thầy: chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thật ra các ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Mời anh chị em ngồi. Vừa rồi anh chị em nghe ở ngọn núi Ta-bo này thì phúc âm thuật lại: đây là con ta yêu dấu, được ta tuyển chọn. Ở sông Giô-đan, tầng trời cũng mở ra và cũng nói y như vậy: đây là con yêu dấu của ta. Thì anh chị em thấy ngọn núi Ta-bo này báo trước những gì sắp sửa xảy ra ở Jerusalem. Ở đây, hai vị nói trước về cuộc xuất hành về Jerusalem.
Còn tại Jerusalem thì Chúa loan báo cuộc tử nạn của chính Chúa. Ở tại núi Tabor này thì anh chị em thấy hai thiên thần nói về hai cái tháp cao ở ngoài kia, một là Môi-se, một là Elia. Sau khi phục sinh thì chúng ta cũng thấy hai thiên thần hiện ra ở trong mộ. Hôm nay anh chị em đang đứng ở chỗ mà đời sống của chúng ta nhiều cái run sợ lắm, như các môn đệ cũng vậy, sợ lắm. Cho nên Chúa thấy tội nghiệp quá, bây giờ làm sao để cho họ về Jerusalem được? Chúa đem lên đây để Chúa làm cho đức tin của họ vững mạnh lại một chút qua cái cảm nghiệm cuộc biến hình. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người lên lưu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kiến Đức Chúa Thánh Thần và Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, người gọi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh hiền, công giáo và thông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và lao công của con người. Chúng con xin dâng lên Chúa để rượu này trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ tế giao hòa này. Xin Chúa thương chấp nhận, tha thứ tội lỗi và biến đổi lòng dạ của chúng con để chúng con luôn được hướng về Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng.
Lạy Cha, tạ ơn Cha thật là chính đáng phải đạo, vì Cha không ngừng kêu gọi chúng con sống một cuộc đời sống tốt đẹp hơn. Cha không đành để mặc chúng con đoạn tuyệt với giao ước Cha đã thiết lập, nhưng nhờ con Cha là Đức Giêsu, Chúa chúng con, Cha đã nối kết nhân loại với Cha bằng một mối dây liên hệ bền chặt không gì cắt nổi. Đang lúc chúng con là con dân của Cha được hưởng thời giờ hồng ân hòa giải, chính vì thế với lòng ngưỡng mộ tri ân, chúng con ca ngợi tình thương của Cha vô cùng mãnh liệt và nói lên niềm vui sướng vì được Cha ban ơn cứu độ trong Đức Kitô. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các bao binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con nhận lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Con xin xưng Chúa đã chết đi, con tuyên xưng Ngài đã sống lại. Trong vinh quang mãi 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 đến, con chúng con lên trời về với Chúa Cha. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lành Chúa cứu thế và theo lời người dạy, giờ đây chúng con dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho hôm con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa trước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, hạnh phúc cho chúng ta vì chúng ta được mời tới dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa, chớ gì việc rước mình Thánh Chúa trên núi biến hình này, hãy biến hình đời sống gia đình của mỗi người chúng con. Bây giờ là trưa ngày mùng 7 tháng 6, anh chị em hành hương đang ở trên núi Tabor. Và trước mặt của camera là làng Naim, nơi mà Chúa đã làm cho con trai của bà sống lại. Trên núi Tabor nhìn về làng Naim rất là gần và rõ. Anh chị em thấy những ngôi nhà trắng, đó là làng Naim, nơi mà Chúa đi ngang qua và Chúa đã bảo bà là thôi, bà đừng khóc nữa. Và Chúa đã làm cho con trai của bà sống lại.
Tôi tên là Mai Thị Yến, thuộc tiểu bang Texas, Houston, Texas, thuộc xứ La Vang. Tôi mong ước được đi hành hương ở đất thánh. Tôi hân hạnh đi chung với cha linh hướng. Tôi đã được tôi lần này là lần đầu tiên tôi đi để hành hương đất thánh. Chuyến hành hương này tôi cảm thấy rất là mang lại ích lợi cho phần thiêng liêng của tôi. Tôi cảm thấy tôi đến nơi này cha linh hướng hướng dẫn từng tận tường cho tôi để tôi hiểu về Kinh Thánh thêm, và tôi rất là sung sướng và nhận được những ơn lành của Chúa nơi đất thánh này. Tôi xin cảm ơn cha linh hướng rất nhiều. Bây giờ là 1 giờ 45 trưa ngày 7 tháng 6 năm 2009. Chúng ta đang ở trong đền thờ để kính Thánh Giuse. Nơi đây Thánh Giuse đã làm nghề thợ mộc. Xưởng mộc của Ngài đặt ở đây. Căn nhà của mẹ Maria ở nơi đây. Chúa Giêsu đã sống 30 năm ở Nazareth, một làng quê rất là nhỏ bé. Rất tiếc chúng ta không đủ thời giờ để chúng ta đến cái giếng mà tục truyền nói rằng mẹ Maria vẫn đến đó để kín nước. Chúng ta đang đứng trên vùng đất mà Chúa đã sống 30 năm. Tuổi thơ của Chúa đã chạy nhảy, vui chơi với bạn bè. Mẹ Maria đã ngồi xay bột. Mẹ đã ra đầu ngõ để kín nước. Thánh Giuse đã lao tác. Xưởng mộc của Ngài đã đặt nơi đây. Giờ đây chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Chúng ta xin gia đình Thánh Gia hướng dẫn cuộc sống của gia đình chúng ta. Chúng ta sẽ hát bài Kính Thánh Gia. Lạy Thánh cả Giuse,
Chúa ban cho Thánh cả một vai trò rất là quan trọng, rất là vinh dự. Nhưng Thánh cả đã sống một đời sống rất là thầm lặng. Nơi đây, giờ đây chúng con muốn cầu nguyện cho cha của mình, cho mẹ của mình, cho chính chúng con là những người cha, những người mẹ, những người vợ, những người chồng, những người con. Bây giờ tôi hoàn toàn dành sự thinh lặng này để anh chị em cầu nguyện riêng. Tại sao chúng ta tin rằng nơi đây là nhà của Thánh Giuse và là thường mộc của Ngài? Thật sự không nơi nào mà có thể là tìm kiếm đích xác 100% được. Nhưng mà họ dựa vào những cái vết tích cũ xưa, thí dụ những nơi có nước, thí dụ như những cái nơi mà họ đã đặt những cái cối xay, thí dụ như những cái mảnh vụn của những cái bình mà họ tìm thấy được, thì họ biết nơi đó là đã có người ở. Nơi đó từ thế kỷ xa xưa đã có dấu của thánh giá, thì người ta dựa vào những cái điều kiện đó để có thể xác định chỗ này chỗ kia. Thì giáo hội không bắt chúng ta phải tin những điều đó, nhưng lòng sùng kính thúc đẩy chúng ta. Vì thế chúng ta tin rằng truyền thống xa xưa bao nhiêu thế kỷ đã đến đây để kính viếng. Vì thế anh chị em có thể tin được rằng ở đây hoặc rất gần đây, Thánh Giuse đã đặt thường mộc và đã làm ở đây. Vì chúng ta biết xưởng mộc ngày xưa, như gia đình ở Việt Nam chúng ta cũng thấy như vậy, đâu có phải là một công ty lớn, cho nên những cái gì còn sót lại không còn bao nhiêu. Thì giờ đây chị em, chúng ta thinh lặng, chúng ta quan sát, chúng ta cầu nguyện một chút trên đó, trên đường rồi chúng ta sang bên Đại Vương Cung Thánh Đường truyền tin. Thiên thần Gabriel đường Thiên Chúa phái tới Nazareth đến cùng trinh nữ có tên là Maria. Mừng vui lên ơi đừng đầy hồng ân, này Đức Chúa ở cùng con. Mừng vui đầy hồng ân, đừng sợ chi hỡi Maria, vì bà đã được nghĩa cùng Chúa Trời. Nay bà sẽ thụ thai và sinh ra một người con, bà đặt tên cho Ngài là Giêsu. Mừng vui lên Thần Chúa Giêsu, Ngài sẽ nên cao cả, được gọi là con Đấng Chí Tôn, và Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngôi báu David. Jesus.
Dạ thưa, tôi tên là Trương Thị Minh, Maria Trương Thị Minh, ông xã tôi là Michael Nguyễn Văn Ngọc. Chúng tôi từ Canada. Chúng tôi ở giáo xứ Thánh Tử Về Đạo Montreal. Sự ao ước của chúng tôi đến viếng nơi đất thánh địa này đã từ lâu và từ lâu lắm rồi. Nhưng lần này tôi sang đây, có một người bạn ghi tên cho chúng tôi, mà hơn nữa có nói là có cha Nguyễn Tầm Thường đã ghi, đã làm cha linh hướng trong cái chuyến đi này. Nên chúng tôi rất mừng và đi sang đây, phần thứ nhất là thăm đất thánh, phần thứ nhì là gặp tất cả anh em, các anh, các chị, các em ở trong đoàn này. Và cũng tạ ơn Chúa, cảm ơn cha đã điều khiển cái chuyến đi này để cho chúng tôi được có một cuộc hành hương, có một cuộc trong cuộc đời được gặp Chúa ở nơi mà Chúa ra đời và cũng là nơi kết thúc cuộc đời của Chúa. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn tất cả các anh em trong đoàn, và chúc cha được mọi sự mạnh khỏe để rao giảng tin mừng của Chúa, và chúc tất cả các anh em trong đoàn có đầy đủ sức khỏe để chúng ta đi kết thúc trong cuộc hành hương này. Cũng như ông ấy vừa nói là cái nguồn suối nó nằm ở ngoài, nhưng mà bây giờ làm sao mà ra ngoài được, bởi vì các bộ lạc, mỗi một vùng một bộ lạc nhỏ, cho nên có thể chiến tranh. Vì thế mà người ta có thể tìm xuống để đào sâu xuống để tìm cái nguồn suối, cho nên có thể là nước ở trong đây vẫn có, mà dân ở ngoài thành kia cứ tưởng ở trong đây là không có. Và tất cả mọi nơi ở trên cái đất Do Thái này, chỗ nào cũng được, chỗ nào cũng vậy, cái hệ thống hầm nước của họ rất là kinh hoàng, cả mấy mấy nghìn năm trước, bởi vì không có nước là chết. Cho nên tất cả các hệ thống hầm nước mà tôi đã đi qua ở đây ấy, rất là lạ và rất là độc đáo. Nhưng mà chúng ta sẽ thêm một cái hầm nước cụ thể là hồ Siloe, bởi vì phúc âm nói đến hồ Siloe thì chúng ta sẽ đi thật sự qua cái hầm nước nước như thế nào. Đây chỉ là một cái biểu tượng, rồi chúng ta sẽ gặp cái hầm nước đó ở Jerusalem.
Theo truyền thống thì khi Đức Mẹ gia đình Thánh Gia ở bên Ai Cập về thì các ngài cũng đã một thời gian ẩn trú ở đây. Chúng ta nói là theo truyền thống thì chúng ta khó mà xác quyết được. Cũng như là ở Jerusalem bây giờ thật sự là có hai con đường nói về Emmaus. Và không biết chắc là con đường Emmaus mà thật sự các môn đệ đi đã đi con đường nào. Và anh chị em đứng ở trên đồi này, anh chị em vừa đi qua bờ biển Haifa thì anh chị em thấy đây là một ngọn đồi đẹp nhất. Đấy cũng là một hình ảnh mà chúng ta thấy tiên tri Elijah đã thách thức với thần Baal. Và cả hai cùng đem của lễ lên. Và sau cùng thì của lễ của tiên tri đã được Chúa chấp nhận cũng ở trên những ngọn đồi này. Thế thì anh chị em nhìn thấy cái địa lý, thấy là một ngọn đồi đẹp nhất, cao nhất, nhìn xuống biển mênh mông. Thì anh chị em cũng hiểu hơn cái ý nghĩa đằng sau là khi mà người ta thách thức với nhau. Tất cả những ngọn đồi ở bên Ấn Độ cũng vậy, ngày xưa đều là những nơi để mà thờ thần linh hết. Và cuộc thách thức đã xảy ra và để chứng tỏ rằng tiên tri đã được Thiên Chúa phù trì, cho nên ngài đã nhận của lễ toàn thiêu của tiên tri. Vậy ở đây trong hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là chúng ta kính viếng nơi Thánh Gia đã ẩn trú. Thứ hai là chúng ta đứng trên một đồi cao. Đồi cao trong cuộc đời của chúng ta cũng có nhiều thứ thách thức lắm. Thì chớ gì chúng ta đừng để cho tất cả những thứ thần đó chiến thắng, nhưng mà lòng của chúng ta phải chiến thắng dựa vào ơn Chúa. Vậy giờ đây xin mời anh chị em đứng dậy và chúng ta dâng lời cầu nguyện. Tôi hoan vui sướng dành Ngài vì Ngài thương tôi. Ngài thương rao ai đáp cứu, nhưng khi u sầu vì đời đen tối. Hãy cho chàng sao tình tu sáng soi đường đi trong gai ngàn lối. Huy an khẩn truy lầm than, khẩn thiêu danh người trong giờ ngày nam. Tôi ân hoan mừng ngon. Thương ai kiêu căng giàu có, nhưng ai khiêm nhu nghèo khó, Chúa giữ tình xót thương. Một chiều lại lãng quên trong hững hờ, dáng ai ngồi chờ vơ trong niềm nhung nhớ. Nếp sống của đời người nhấp nhô theo sóng vui, nỗi vui chẳng bao lâu, u sầu theo dấu. Một chiều niềm lưu luyến ôi vẫn còn nhiều, mà tia nắng ôi trong kia đều lắng trong điều tư, mãi kín trong chiều tàn, ước mơ trong nắng vàng vẫn đang còn lang thang hao mòn năm tháng. Vì càng đi kiếm nắng đẹp tuyệt vời, càng gặp đêm tối phu đầy cuộc đời. Đã cố gắng đi tìm từng ngày, từng đêm. Một chiều lãng quên trong hững hờ, dáng ai ngồi chờ bơ trong niềm nhung nhớ. Thank you.
chợt bước chân vô thánh đường, lắng nghe nhạc yêu thương, giai điệu thân ai muốn biết chăng lời người có đem lại tiếng cười. Đã lâu còn phai phôi, mong được tươi mới. Hôm nay quỳ xin đấng đã mua chuộc đời bằng huyết báu của chính mình người. Thế cho tội tôi đã kín trong chiều tàn, ước mơ trong nắng vàng sẽ không còn lang thang đi tìm năm tháng. Vì người đã khiến nắng đẹp tuyệt vời rọi trong đêm tối chiếu ngập cuộc đời. Đã đến lúc tôi tìm được nụ cười của tôi. Vì người đã khiến nắng đẹp tuyệt vời rọi trong đêm tối chiếu ngập cuộc đời. Đã đến lúc tôi tìm được nụ cười của tôi.